Xin chào cả nhà, Thanh Đăng hiện nay đang có mặt ở ngay tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau cuộc bóng đá, mặc dù Việt Nam mình thua, nhưng mà thua ở trong một cái thế thắng. Thâu đêm mà chương trình thâu đêm mà Việt Nam muôn năm.
Thanh Bang hiện nay đang đứng trước mặt chúng tôi đang đứng ngay trước tượng đài Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thì rồi. Thế này lại gặp hai cổ động viên Lê Tâm và Mai Phương. Lê Tâm và Mai Phương cho phát biểu ý kiến đi. Việt Nam Việt Nam thua nhưng luôn trong thể thắng nhá. Việt Nam vẫn còn là vô địch trong lòng dân nhá. Rồi. Lê Tâm. Việt Nam có vô địch hay không? Rồi tất cả về Việt Nam, tất cả về Việt Nam. Chào hết tất cả cả nhà nhá. Hiện nay thành phố mang tên Bác. Có theo dõi VTV ở Nghệ An đang phát sóng cầu truyền hình trước tượng đài Hồ Chí Minh hay không ạ? VTV đang có mặt ở ngay cả tượng đài Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, mặc dù trong một cái nội thua. Biết rồi. Nhờ chị cầm ở cho cái cầm cho cân tay.
Hiện nay Thanh Bằng đang VTV đang đứng ngay trước tượng đài Bác Hồ Chí Minh. Đấy, xa xa là tượng đài. Đứng trước mặt tôi là Chủ tịch Hồ Chí Minh đang còn trong nhìn các con cháu. Đứng lên trên đi này. Đấy, hiện nay tôi đang đứng ngay tượng đài Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo tiếng gì bình thường cũng biết tay bình thường hay là rồi nghe được là tốt thôi là toàn bộ cái chân rồi. Thank you.
hẹn gặp lại cả nhà khoảng 30 phút sau. VTV sẽ quay lại truyền hình trực tiếp tại cái đoạn này nha. Xin chào.